Gia đình bà Nguyễn Thị Nô ở xã Tân Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp vừa bắt được con rùa nặng gần 12 kg có chữ lạ, thu hút khá đông người dân hiếu kỳ đến xem. Bà Nô cho biết con rùa được con của bà bắt vào ngày 2 tháng 4 năm 2019 trong mương vườn của gia đình. Con rùa nặng gần 12 kg, dài hơn 60 cm, dưới yếm rùa có nổi chữ lạ. Có nhiều người hỏi mua nhưng gia đình bà Nô không bán. Gia đình có ý định trả rùa về với thiên nhiên. Tụi nó đi bắt cá ở dưới vườn ở dưới thế Mỹ á, rồi nó gặp rồi nó bắt về, giống con quy thì mình nói vậy thôi chứ cũng không biết con gì mà nặng thì 11 ký mấy đặng. Cái này dài này chắc tính cái mình không lại mà ổng dương cái đầu ra là 6 tấc á. Có người cũng hỏi nói mua mà tụi nó nói là không có ham tiền bao nhiêu cũng không bán, để thả ra thiên nhiên thôi chứ không có bán.